Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm trước trên quê hương Việt Nam, nhưng dư âm và cảm xúc vẫn còn sống mãi trong lòng người, vốn mới lớn lên hay từng trưởng thành ở miền Nam tự do. Cũng cánh đồng êm ả, nhưng thời ấy người ta lo lắng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi đêm về, người Cộng sản đội lốt giải phóng xuất hiện. Vợ lo cho chồng lo cho vợ, cho con. Có khi cả gia đình cùng núp dưới giao thông hào chờ giặc. Đó là bối cảnh của những tiền đồn xa xăm, nơi đồng không mông quạnh, ở chung quanh những thành phố. Ngày nay, người miền Nam xưa vẫn còn cảm thấy nỗi chua xót nghiệt ngã của chiến tranh, đồng thời tiếc nuối. Miền Nam tự do đã cuốn trôi theo thời gian và dần dà mờ nhạt trong tâm tưởng. Bức tranh của một miền Nam tương phản giữa vùng xa xăm và thành phố đã được nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân vẽ lại qua nhạc phẩm Đưa Em Vào Hạ. Mời các bạn nghe sau đây với karaoke của Binh Ngô. Năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá tiếng nỉ tiếng nòn khi chiến trường nằm im thở khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào, tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi. Bạn bè em giờ đây người sương người gió, cả chốn mang nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về. Quê hương nghe nhạc phẩm Đưa Em Vào Hạ của nhạc sĩ Trần Tử Thiên với karaoke của Binh Ngô. Và chúc các bạn một ngày sinh hoạt vui vẻ, bình yên. Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ trên ngàn, em nằm bên mà nghe niềm tâm sự reo hú, trăm họ ước mơ mơ mái nhà chiều khơi lửa ấm. Lứa tuổi tròn 20 tìm lại những đêm ân tình. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả hy trường, nghe người ca
bài ca lời thương lời nhớ. Chén tiền chén đưa cho dã rời một đêm hẹn ước. Dược ao tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù. Thương em đi gót nhẹ chân mềm bước trên quê hương điều tàn, càng nhìn em bồi hồi thêm. Dù hà quá mau anh vẫn đưa em trên con đường vào hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.